Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Bếp Nhật Tôm sẽ tổng kết cho các bạn cách làm kẹo nougat các vị nhé. Vị đầu tiên là chúng ta sẽ làm nougat truyền thống. Vẫn là các loại hạt chúng ta đã cắt. Bơ chúng ta sẽ cho lên chảo. Chúng ta chọn một cái chiếc chảo giống dính thật là tốt để chúng ta làm kẹo này nhé. Chúng ta đun chảy bơ và sau đó cho marshmallow vào. Lúc này nhiệt độ thấp để tránh bị tách bơ. Chúng ta sẽ trộn tất cả cái hỗn hợp này đến khi nó sánh mịn như này, sau đó sẽ cho sữa bột nguyên kem vào. Vị nougat truyền thống nó chỉ có sữa bột thôi, không có các vị khác. Sau khi đã quyện hết với nhau, chúng ta cho hết hỗn hợp hạt vào nhé. Chúng ta đảo đều lên. Đến khi các hạt đã quyện với cái hỗn hợp sữa bột thì chúng ta sẽ cho lên khuôn. Chiếc khuôn này làm được 60 viên kẹo, 670 g. Chúng ta dùng chày để chúng ta dàn đều ra. Một công thức này vừa đúng một khuôn. Đây là hoa hồng khô, vừa tạo mùi thơm và làm đẹp cho kẹo. Chúng ta sẽ rắc trên. Chúng ta có thể rắc cả hai mặt cũng được ạ. Sau đó chúng ta sẽ đè cái lớp miếng vải silicone lên trên và cho vào trong tủ lạnh khoảng 1 giờ. Đến khi nguội thì chúng ta có thể cắt được kẹo ngay rồi. Các bạn phải làm đúng theo công thức thì sẽ được cái viên kẹo như ý. Mắt cắt rất là nhẹ nhàng, không mất sức. 60 ô bằng nhau, cắt rất là đều. Giấy gói kẹo. Cái này có thể ăn được, nó làm bằng giấy gạo. Sau đó sẽ hàn miệng túi để bảo quản được lâu. Kẹo nougat vị tiếp theo. Trong hỗn hợp này thì hôm nay chúng ta đã có thêm xoài. Các loại hạt và quả chúng ta có thể thay đổi sao cho các khối lượng hạt và quả tổng 250 đến 300 g. Sữa bột nguyên kem. Hôm nay chúng ta sẽ cho thêm bột dừa, bột trà xanh. Tổng khối lượng vẫn vậy nhưng chúng ta chỉ thay đổi cái lượng bột chúng ta cho thêm vào, ví dụ như bột trà xanh hoặc cacao. Khối lượng bơ vẫn thế. Quá trình làm vẫn như làm nougat truyền thống, chỉ khác về chút xíu về nguyên vật liệu thôi. Các bạn vẫn lưu ý khi bơ tan hết ở nhiệt độ trung bình thấp, chúng ta lại cho kẹo marshmallow vào. Lúc này trên chảo cũng đã có nhiệt nên là chúng ta không cần bật bếp đâu. Có thể là đảo tầm vài phút sau đó sẽ bật bếp trở lại cũng được. Hỗn hợp trà xanh đã trộn với sữa bột nguyên kem, đổ vào hỗn hợp bơ và marshmallow. Chúng ta chỉ cần thành công một vị thì chúng ta có thể biến tấu được các vị khác nhau. Đổ hoàn toàn cái hỗn hợp hạt và quả vào. Lúc này đảo hơi nặng tay. Chúng ta sẽ đảo hỗn hợp này đến khi nó quyện vào nhau, nó sẽ đều hạt hơn. Mướt mượt mượt phải không ạ? Lần này thì mình sẽ rắc cánh hoa hồng cả mặt dưới. Cho hỗn hợp kẹo lên. Và chúng ta lại dàn đều các góc cạnh nhé. Cái matcha trà xanh này rất dễ ăn. Nó thơm thơm. Nó đã giảm được cái độ ngọt đi rồi. Không còn không có quá rõ cái vị sữa như cái vị nougat truyền thống. Cũng như nougat truyền thống mình cũng cho vào trong tủ lạnh tầm 1 tiếng để cho nó nguội bớt đi. Nó đanh lại, chúng ta cắt sẽ dễ hơn, không bị dính dao. Những năm trước làm kẹo này
thì rất là khó, vì lúc đấy là mới làm, nhưng bây giờ năm nay chúng ta đã làm quen dần với cái loại kẹo này rồi thì nguyên vật liệu cũng rất là dễ kiếm, dễ mua. Mua tất cả các cái shop làm bánh. Bếp Nhà Tôm thì cũng chia sẻ cái set làm bánh này cho các bạn và hướng dẫn cụ thể. Các bạn có gì thắc mắc thì hãy inbox hoặc là comment trực tiếp dưới video này nhé. Bánh này thì mình có thể cho vào hộp cũng được, không cần phải cho vào giấy gói kẹo nữa. Cái này có thể là ăn ngay, để ngăn mát tủ lạnh nhé, vì chúng ta không có giấy gói kẹo. Rồi tiếp tục đến loại nougat tiếp theo. Cách làm không khác gì hạt thì chúng ta chuẩn bị trước, cân tất cả các nguyên vật liệu trước theo thứ tự thì chúng ta làm sẽ nhàn hơn. Mẻ kẹo này nối tiếp mẻ kẹo kia, lần này là vị cacao. Lần này Bếp Nhà Tôm thay sữa bột nguyên kem thêm bằng sữa bột không béo, ít ngọt, nhưng sao cho tổng khối lượng nó vẫn bằng nhau. Bơ chúng ta có thể sử dụng loại bơ Pilot, President, Anchor, TH2Mil, những loại bơ nhạt thì chúng ta làm kẹo này sẽ ngon. Mình đang tổng hợp lại những cái gì mà các bạn thắc mắc trong tất cả các video mình đã chia sẻ. Marshmallow có rất nhiều dòng, chúng ta chọn lại marshmallow trắng này. Có marshmallow handmade nữa thì Bếp Nhà Tôm sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ở những video lần sau. Hỗn hợp một cacao chúng ta đổ lẫn vào. Cái bước này là bước quan trọng của suốt của quá trình làm kẹo. Nó không bị cứng là quyết định ở cái bước này. Phải mềm tay, nếu mà bước này mà đã cứng rồi thì chúng ta không nên đổ hỗn hợp hạt vào, rất là phí. Chúng ta sẽ dừng lại luôn và sẽ làm tiếp mẻ khác. Chúng ta kiểm tra được cái lượng nhiệt thì chắc chắn là mẻ kẹo sẽ thành công. Chúng ta có thể thay thế các loại hạt khác nhau, có thể cho vào đây cả hạt mắc ca, hạt rẻ cười, rồi kiwi xanh, dâu. Làm sao cho khối lượng nó vẫn vậy, chỉ có khác nhau về các cái loại quả thôi. Làm dần thì mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, ngay cả với việc dùng găng tay để ấn vào các cái cạnh này nữa thì nó cũng giảm cho chúng ta được một cái lực nhất định. Nếu chúng ta chỉ cần dùng chày thôi thì là nó cũng rất là khó để đều các cái cạnh. Nên chúng ta sẽ cứ găng tay trước, sau đó mới dùng cái miếng silicone cho lên bề mặt và để cán, thì đảm bảo thời gian làm rất là nhanh. Các cái lỗi mà mọi người hay thường thắc mắc trong video đó là làm sao mà kẹo hay dính, hay là kẹo cứng quá, khó cắt, thì Bếp Nhà Tôm sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn. Bếp Nhà Tôm chia sẻ những gì Bếp Nhà Tôm đã làm được chứ không hề giấu giếm, nên là cái sự thành công của các bạn khi xem video này thì sẽ đạt 90% trở lên. Các bạn lưu ý là nhiệt độ nó quyết định khi chúng ta cắt kẹo có được hay không. Kẹo chúng ta rất mềm phải không ạ? Không bị cứng. Có những bạn dùng cả dao chặt gà để chặt kẹo. Việc cắt hạt thì cũng rất là quan trọng, để khi chúng ta cắt những miếng kẹo nhỏ này ra thì nó sẽ đều hết. Chúng ta không nên để hạt quá to các bạn nhé. Hạt đều tất cả các bốn góc cạnh luôn. Đảm bảo mềm, bảo quản trong thời gian khoảng tầm 2 tháng. Chúng ta có thể làm trước Tết 1 tháng và sau đó sẽ ăn dần sau tháng Tết cũng không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ làm đến mắt đến kẹo dâu. Cái bột dâu này thì mình cũng mua ở các shop làm bánh, có rất nhiều loại bột dâu. Các bé thì thường thường thích vị dâu hay là vị cacao, còn đối người lớn thì thường thường là hay thích vị truyền thống hay matcha hơn. Thì chúng ta nên làm 4-5 loại kẹo để mọi người có cái lựa chọn của riêng mình nhé. Video này Bếp Nhà Tôm tổng kết tất cả các cách làm kẹo, các hương vị kẹo khác nhau
Vì vậy mọi người hãy xem cẩn thận. Năm nay chúng ta sẽ vào bếp trổ tài để chiêu đãi người thân. Những bạn nào mà xem video không kịp làm cho năm nay thì sang năm sẽ lại làm. Và bếp nhà tôi vẫn luôn luôn lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Hoa quả chúng ta trộn theo sở thích nhé. Có thể chỉ cần một loại quả thôi cũng được. Ví dụ có một người chỉ thích có ăn có mỗi nho không thì chúng ta chỉ cần cho nho vào đây, hoặc là mắc ca là cái loại hạt mà cho vào đây cũng rất là sang và ăn rất là phù hợp. Và đừng quên kết hợp giữa các loại hoa quả sấy khô vì là nó giảm độ ngọt cho kẹo. Cách làm này là cách làm đơn giản nhất vì mọi thứ đều có sẵn, marshmallow cũng có sẵn, chúng ta chỉ cần trộn tất cả các hỗn hợp theo tỷ lệ đúng thì chúng ta đảm bảo mẻ kẹo sẽ thành công, không bị vứt đi mẻ nguyên liệu nào cả. Đây là kẹo nougat dâu, nó có vị dâu, có dâu khô thì sẽ tốt vì là có cái hạt dâu màu đỏ nó sẽ hiện lên trên kẹo thì trông nó sẽ thú vị hơn. Nhưng đây là một dâu, nó có hương dâu thì cũng dậy được cái mùi. Chúng ta bọc giấy kẹo thì sẽ bảo quản được lâu hơn, hoặc là cho vào hũ. Nếu mang đi biếu thì chúng ta nên cho vào các cái túi này và hàn miệng túi. Còn đâu chúng ta dùng ở nhà ăn thì chúng ta làm đến đâu chúng ta vào cho vào lọ đến đấy nhé. Vậy là bếp nhà Tôm đã chia sẻ cho các bạn 4 loại nougat trong năm Tết này. Chúc các bạn làm kẹo thành công. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.